Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về tội danh trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong các ngày 8, 11 và 14 tháng 6 năm 2019, Nguyễn Đức Du đăng ký thường trú tại thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, cùng 6 bị cáo khác đã lợi dụng sơ hở trong quá trình thu mua phế liệu tại công ty cổ phần New Bright thuộc tổ dân phố Bến, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, đã trộm cắp gần 9 tấn đồng có giá trị hơn 900 triệu đồng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Du có vai trò chủ mưu, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Du 7 năm tù, 5 bị cáo mức án từ 3 đến 5 năm 6 tháng và 1 bị cáo phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới hoàn trả cho công ty New Rai số tiền hơn 900 triệu đồng.